Cô chào tất cả các bạn học sinh khối lớp 2. Cô rất vui khi được hướng dẫn các con trong tiết tự nhiên xã hội hôm nay. Cô sẽ giới thiệu cho các con bài học về hoạt động mua bán hàng hóa, tiết 1, 2, 3. Trước khi đi vào bài học, các con hãy cùng lắng nghe và hát theo giai điệu của một bài hát rất quen thuộc với trẻ thơ. Đó là bài hát Bà Còng Đi Chợ của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Nào, cô đố các con, trong bài hát Bà Còng Đi Đâu và Bà Còng Đã Mua Gì? Các con hãy nhớ lại xem nào. À, đúng rồi, trong bài hát Bà Còng Đi Chợ và Mua Rau. Rau là loại thực phẩm cung cấp rất nhiều vitamin cho con người. Và các con có biết rằng, ở chợ, ngoài bán rau ra thì còn có rất nhiều loại hàng hóa khác cần thiết trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nào, bây giờ các con hãy chia sẻ cho cô biết gia đình của các con thường mua hàng hóa ở đâu? Cô nghĩ rằng gia đình các con thường mua hàng hóa ở chợ hoặc là ở siêu thị đúng không nào? Vì ở hai nơi này có bán rất nhiều loại hàng hóa khác nhau. Vậy khi đi chợ, chúng ta cần mua những loại hàng hóa nào cần thiết cho cuộc sống hàng ngày? Cô và các con cùng bước vào hoạt động, cùng khám phá nhé! Chúng ta sẽ tìm hiểu các hàng hóa cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Các con hãy nhìn lên bức tranh số 1 và bức tranh số 2 để xem cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con bạn An và cho cô biết bạn An và mẹ cần mua những hàng hóa nào. À, chúng ta có thể thấy bạn An và mẹ cần mua thức ăn, gạo, kem đánh răng và dầu gội đầu. Vậy thì những hàng hóa đó cần thiết với cuộc sống hàng ngày như thế nào vậy các con? À, gạo, thức ăn là các loại lương thực, thực phẩm cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể con người, giúp cơ thể khỏe mạnh. Kem đánh răng, dầu gội đầu là các loại hàng hóa cần thiết để phục vụ trong sinh hoạt vệ sinh của con người. Chúng ta cùng qua hoạt động số 2, cùng thực hành.
Các con hãy chia sẻ cho cô nghe về các loại hàng hóa mà gia đình em thường mua để sử dụng hàng ngày nào. Cô có các gợi ý như sau. Mẹ em thường đi chợ hoặc siêu thị mua gì? Ngoài thức ăn, mẹ còn thường mua thêm những gì? Em quan sát thấy gia đình em thường sử dụng vật dụng gì nhiều nhất? Vì sao? Chắc rằng các con đã đưa ra rất nhiều câu trả lời khác nhau. Cô nghĩ rằng những mặt hàng cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của con người không thể thiếu đó là quần áo, thứ mà chúng ta mặc trên người mỗi ngày. Chăn ga, gối nệm giúp cho các con có được giấc ngủ ngon và ấm áp. Bàn chải đánh răng giúp cho các con vệ sinh răng miệng sạch sẽ để tránh bị sâu răng. Còn có nước uống và sữa, đều là những thực phẩm cần thiết cho con người. Nước duy trì sự sống, sữa giúp cho trẻ con cao lớn, thông minh và khỏe mạnh hơn. Ngoài ra, còn có rất nhiều loại mặt hàng khác nữa đấy các con ạ. Như vậy, con người sẽ không thể sống nếu không có thức ăn và nước uống. Việc sinh hoạt hàng ngày sẽ trở nên khó khăn và con người sẽ dễ mắc nhiều chứng bệnh khác nhau nếu như không có các mặt hàng phục vụ cho việc sinh hoạt hàng ngày của con người. Như vậy, các con cần nhớ, lương thực, thực phẩm, quần áo là những mặt hàng cần thiết phục vụ cho nhu cầu hàng ngày của con người. Để các con biết nhiều hơn về các loại mặt hàng cần thiết cho cuộc sống của con người, cô mời các con cùng tham gia trò chơi đố bạn nhé. Ở đây, cô có 5 quả trứng mang số 1, 2, 3, 4, 5. Đằng sau mỗi quả trứng là một câu đố. Bây giờ cô sẽ nhấp vào từng quả trứng và các con giúp cô giải câu đố nhé. Câu hỏi thứ nhất, đây là thứ chúng ta mặc trên người hàng ngày. À, đúng rồi, đó chính là quần áo. Tiếp theo, cô chọn quả trứng thứ hai. Loại hàng hóa có bọt giúp con người làm sạch quần áo. À, cô chúc mừng các bạn có câu trả lời là bột giặt hay còn gọi là xà bông giặt đồ đó các con. Chúng ta cùng chọn quả trứng số 3 nào. Câu hỏi đưa ra, loại lương thực có hạt nhỏ màu trắng. À, đây là loại lương thực mà chúng ta gọi là gạo đó các con. Khi gạo được nấu chín lên, chúng ta sẽ có những chén cơm thật thơm ngon và bổ dưỡng. Quả trứng thứ tư. Câu hỏi, loại thực phẩm cung cấp chất dinh dưỡng cho con người có nguồn gốc từ động vật như heo, bò, gà. Nào, chúng ta cùng suy nghĩ nhé. Đúng rồi, đó là thịt đó. Chúng ta có thịt heo, thịt bò, thịt gà và chúng cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng cho con người. Ngoài ra còn có các loại khác, thịt khác nữa các con ạ. Nào, chúng ta chọn quả trứng cuối cùng nào. Câu hỏi đưa ra, nhờ có nó thì bàn tay của chúng ta được diệt khuẩn, sạch sẽ, thơm tho. Cô đố các con, đó là gì? Đúng rồi các con, đó là nước diệt khuẩn hay còn gọi là nước rửa tay diệt khuẩn. Hiện nay, chúng ta đang sống chung với dịch Covid. Việc diệt khuẩn đôi bàn tay rất là quan trọng.
để đảm bảo sức khỏe cho chúng ta và những người thân trong gia đình. Các con nhớ phải rửa tay thật sạch sẽ trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh nhé. Như vậy, qua trò chơi đố bạn, các con đã được biết thêm nhiều loại hàng hóa cần thiết cho con người đúng không nào? Và bây giờ, chúng ta sẽ qua hoạt động tiếp theo, liên hệ bản thân. Các con hãy quan sát xem thử gia đình mình thường sử dụng những hàng hóa cần thiết nào. Các con hãy ghi ra giấy các mặt hàng còn thiếu và cùng mẹ đi mua sắm ở chợ hoặc siêu thị nhé. Và hãy nhớ tuân thủ quy định 5K để phòng chống dịch COVID nha các con. Nào, bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các con cùng tìm hiểu sự khác nhau về cách mua, bán hàng hóa giữa chợ và siêu thị. Các con hãy quan sát 3 bức tranh và cho cô biết nội dung của từng bức tranh là gì. Và các con thích mua hàng ở chợ hay siêu thị hơn? Vì sao? Ở bức tranh số 4 và 5, chúng ta có thể thấy hai mẹ con bạn An đi siêu thị. Trong siêu thị, hàng hóa được để trên kệ, có giá tiền và xếp hàng khi tính tiền. Còn ở bức tranh số 6, hai mẹ con bạn nữ đi chợ mua sắm. Trong chợ tấp nập người mua và người bán nói chuyện vui vẻ, thân thiện. Như vậy, trong siêu thị hàng hóa được để trên kệ, có giá tiền và xếp hàng khi tính tiền. Trong chợ tấp nập người mua và người bán nói chuyện vui vẻ, thân thiện. Nào, các con hãy chia sẻ cùng cô, các con thích mua hàng hóa ở chợ hay siêu thị hơn? Vì sao nào? À, có lẽ mỗi bạn đều có từng sở thích riêng. Siêu thị hay chợ đều giúp chúng ta lựa chọn được những hàng hóa cần thiết cho gia đình mình nào, đúng phải không nào các con? Nào, chúng ta cùng qua hoạt động tiếp theo, đó là tìm hiểu sự cần thiết, phải lựa chọn hàng hóa trước khi mua. Các con hãy quan sát 3 bức tranh và cho cô biết. Khi mua hàng hóa trong chợ và siêu thị, em cần lưu ý điều gì? Vì sao phải lựa chọn hàng hóa trước khi mua? Các con cùng suy nghĩ nhé. Cô có các gợi ý như sau. Bạn An và mẹ đang làm gì trong siêu thị và chợ? Mẹ khuyên bạn An nên chọn hàng như thế nào? Vì sao chúng ta phải lựa chọn hàng hóa trước khi mua? À, chúng ta có thể thấy rằng mẹ khuyên An nên chọn quả tươi, không bị dập. Chú ý xem hàng sử dụng và nên chọn những con cá tươi ngon. Vậy thì, khi mua hàng, các con cần lưu ý mua rau củ quả nên chọn những quả không bị dập. Mua các loại đóng hộp nên chú ý hàng sử dụng. Mua thịt, cá nên chọn những loại tươi. Chúng ta nên lựa chọn hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Đối với thực phẩm, phải có hạn sử dụng, xuất xứ rõ ràng. Đối với hàng hóa bằng sứ, thủy tinh, cần mở ra kiểm tra xem hàng hóa có còn nguyên vẹn hay không. Đối với hàng hóa là thiết bị điện thì các con cần phải thử trước khi mua. Như vậy, chúng ta cần nhớ rằng quan sát đặc điểm bên ngoài và đọc thông tin ghi trên sản phẩm để lựa chọn hàng hóa có chất lượng.
Nào, bây giờ chúng ta sẽ quan sát tranh và suy nghĩ xem trong tình huống này các con sẽ xử lý như thế nào nhé. Các con có thể quan sát và thấy rằng trong tranh có hai bạn nhỏ đứng tại quầy hoa quả của siêu thị. Bạn nam lấy quả ném vào xe đẩy và làm rớt xuống đất. Nếu các con là bạn nữ, con sẽ làm gì? Vì sao? Nào, chúng ta cùng suy nghĩ nhé. À, đúng rồi, chúng ta nên khuyên bạn nam không nên làm như vậy. Trái cây rất dễ hư hỏng và bị dập. Chúng ta cần phải nâng niu nhẹ nhàng. Hơn nữa, mình làm như vậy sẽ gây hỏng, hư, dập hàng hóa của siêu thị. Những người mua sau thì không thể mua được những loại quả ngon và tươi nữa. Đây cũng chính là nếp sống văn minh khi chúng ta đi vào trong siêu thị đó các con. Như vậy các con hãy nhớ nhắc nhở bạn bè và người thân của mình cùng thực hiện nếp sống văn minh này nhé. Nào, chúng ta cùng bước sang hoạt động tìm hiểu sự khác nhau về cách mua, bán hàng hóa giữa chợ và siêu thị. Các con hãy quan sát bốn bức tranh và cho cô biết gia đình em thường mua, bán hàng hóa ở đâu. Chia sẻ về hoạt động mua, bán hàng hóa ở những nơi đó. Cô có các gợi ý như sau. Em đã bao giờ đi chợ, cửa hàng tạp hóa, trung tâm thương mại chưa? Nơi đó bán những hàng hóa gì? Khi muốn mua hoặc bán hàng hóa, mọi người thường làm gì? Khi muốn mua hàng hóa ở đó, người bán và người mua trao đổi với nhau như thế nào? À, chắc rằng các con đã có cho mình những câu trả lời rồi đúng không nào? Như vậy, chúng ta có thể mua được hàng hóa phù hợp với nhu cầu của từng gia đình ở siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tạp hóa và chợ. Ở siêu thị và trung tâm thương mại, hàng được niêm yết giá, các con sẽ lựa chọn hàng hóa và thanh toán tại quầy. Ở chợ hay cửa hàng tạp hóa, chúng ta lựa chọn hàng hóa, trả giá với người bán. Ở đây, người mua và người bán sẽ trao đổi vui vẻ, thân thiện về giá cả. Vậy thì các con cần ghi nhớ, có nhiều nơi có thể mua, bán hàng hóa. Mỗi nơi có cách mua, bán hàng hóa khác nhau. Nào, các con hãy quan sát hai bức tranh và cho cô biết nội dung của từng tranh. Nếu con là bạn nhỏ trong tranh thì con sẽ nói gì trong từng tình huống nhé? Nào, ở bức tranh thứ nhất, bạn nhỏ muốn mẹ mua cho mình tất cả những chiếc bút bạn đã chọn. Tuy nhiên, người mẹ lại cho rằng bút của bạn vẫn đang dùng tốt. Nếu con là bạn nam này, con sẽ nói gì? À, bút của bạn nam ở nhà vẫn còn dùng rất tốt. Vậy thì theo các con, bạn có cần thiết phải mua thêm bút lông không nào? Đúng rồi các con ạ. Chúng ta chỉ nên mua thêm hàng hóa khi không có, thiếu hoặc hư hỏng. Vậy bạn nam sẽ nói với mẹ rằng khi nào bút con không dùng được nữa, mẹ mua bút mới cho con nhé. Chúng ta qua bức tranh số 2. Bạn nhỏ muốn mua chiếc cặp mình thích. Tuy nhiên, người bố lại muốn mua cho bạn chiếc cặp phù hợp hơn. Nếu các con là bạn nam, con sẽ nói gì nào? Đúng rồi các con ạ, chúng ta nên chọn lựa và mua đồ dùng phù hợp với nhu cầu của mình cũng như điều kiện kinh tế của gia đình mình con nhé. Như vậy, lúc này bạn nam sẽ vui vẻ đồng ý với bố và đáp: "Vâng ạ, mình mua chiếc cặp này bố nhé. Con cảm ơn bố ạ." Các con hãy nhớ,
nên chọn mua những hàng hóa cần thiết và phù hợp về giá cả, chất lượng để tiết kiệm tiền của. Thế thì, khi chúng ta đi mua sắm hàng hóa tại siêu thị hay chợ, các con hãy nhớ chú ý đến chất lượng, giá cả và hàng hóa cần mua nhé. Sau bài học ngày hôm nay, các con hãy thực hành lựa chọn hàng hóa khi đi cùng gia đình mua hàng hóa nhé. Chúng ta cùng nhau bước vào hoạt động mở rộng. Các con hãy quan sát hai bức tranh. Đây chính là hình ảnh của chợ phiên. Ở một số vùng của nước ta, có những chợ chỉ họp và diễn ra vào một số ngày nhất định, gọi là chợ phiên. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chúc các con có một ngày học tập thật vui và hiệu quả. Cô chào tạm biệt các con nhé.